ông trump từ chối thăm ukraine theo đề xuất của ông zelensky việc ông trump từ chối thăm ukraine theo đề xuất của tổng thống zelensky đã tạo ra một cuộc tranh cãi trong bối cảnh căng thẳng giữa nga và ukraine vẫn tiếp tục trong khi tổng thống zelensky mời ông trump đến để chia sẻ ý tưởng về việc chấm dứt chiến sự ông trump và chiến dịch tranh cử của ông đã từ chối lời mời này tuyên bố rằng việc thăm ukraine vào thời điểm này không thích hợp một trong những điểm nổi bật của tuyên bố từ phía ông zelensky là sự lo ngại về việc ông Trump có thể đưa ra các đề xuất mà Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ, như việc từ bỏ tuyên bố chủ quyền với bán đảo Crimea và vùng Donbass. Ông Trump trước đó đã từ chối lời mời của ông Zelensky vào năm 2023 với lý do lo ngại về xung đột lợi ích với chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Việc ông Trump từ chối lời mời của ông Zelensky có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh Ukraine đang hy vọng vào sự hỗ trợ quân sự từ phía Mỹ trong mối quan hệ với Nga tuy nhiên với khả năng ông trump quay trở lại nhà trắng có thể xuất hiện những thay đổi đáng kể trong cách mỹ đối phó với tình hình ở ukraine